Ngày 6 tháng 7, một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết đã nhận được thông tin liên quan việc một xe cấp cứu gây tai nạn với hai nữ sinh và một nạn nhân hiện đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 5 tháng 7, tại khu vực ngã tư đường Võ Nguyên Giáp giao cắt với đường liên tổ thuộc địa phận tổ dân phố số 12, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương. Cụ thể, ô tô cứu thương mang biển kiểm soát 30F10951 do tài xế Đinh Văn Thanh, 36 tuổi, trú tổ 14, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, điều khiển theo hướng từ phường Hoàng Diệu về trung tâm thành phố Thái Bình thì xảy ra va chạm với hai nữ sinh NVK và BTBH cùng 15 tuổi, trú xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, đi trên xe máy điện chạy phía trước, di chuyển cùng chiều. Hậu quả vụ va chạm khiến nữ sinh BTBH bị chấn thương sọ não, tụ máu não phải chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình lên cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Cháu NVK được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Cả hai phương tiện sau va chạm đều bị hư hỏng. Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, xe cứu thương trong vụ tai nạn giao thông nói trên có gắn logo đơn vị vận chuyển cấp cứu Hoàng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép vận chuyển cứu thương theo quy định. Công an thành phố Thái Bình thông tin cho biết thời điểm gây tai nạn, qua kiểm tra tài xế Đinh Văn Thanh không có nồng độ cồn. Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành tạm giữ các phương tiện để phục vụ công tác điều tra.